Xôn xao Hiền Hồ kêu gọi khán giả đầu tư tiền làm show. Việc kêu gọi khán giả đầu tư tiền cho mình làm show sau vụ ồn ào anh em nương tựa của Hiền Hồ khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Mới đây trong một phiên livestream, Hiền Hồ nhận được những vật phẩm quà tặng từ người hâm mộ. Các vật phẩm này có thể quy ra tiền mặt, nhưng phí ứng dụng sẽ được hưởng khoảng 80% và người nhận chỉ được hưởng khoảng 20%. Trước những món quà tặng của người hâm mộ, Hiền Hồ chia sẻ: 100 củ mà TikTok lấy hết 80 củ. Thôi đừng tặng nữa, mai sao em làm show, anh đầu tư đi anh, chứ anh đừng có tặng trên đây phí quá. Trước ý kiến của Hiền Hồ, cư dân mạng bàn luận xôn xao với nhiều chỉ trích. Đoạn clip được chia sẻ cùng với thắc mắc, sao ồn ào, việc Hiền Hồ nhắc đến tiền bạc sẽ mang tính nhạy cảm với nhiều khán giả. Tuy nhiên đây chỉ là phản ứng từ phía công chúng, và việc Hiền Hồ bình luận liên quan đến tiền cũng không thành vấn đề. Thực tế, những gì cô nói là sự thật. Việc Hiền Hồ muốn trở lại với live show riêng là điều dễ hiểu và không khó để nhận thấy đam mê của cô dành cho nghệ thuật vẫn rất lớn. Minh chứng là Hiền Hồ đã bán chiếc siêu xe Mercedes-Benz G63 để lấy tiền thực hiện các dự án âm nhạc gần đây. Việc Hiền Hồ trực tiếp lên tiếng nói về lý do bán chiếc G63 sau những đồn đoán cho rằng nữ ca sĩ kẹt tiền, thiếu thốn vì ít show diễn hậu ồn ào. Trước đó Hiền Hồ cũng lên tiếng chia sẻ về việc quay lại showbiz. Nữ ca sĩ cho biết, thôi quay lại được thì quay, không thì thôi, tôi cứ kệ. Tôi cứ làm việc của tôi thôi, được đón nhận thì quay lại, không thì thôi, mình cứ cố gắng làm việc của mình, còn ai làm gì đó thì làm, không có khao khát đâu.